Chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của TF. Thì ở cái video ngày hôm qua ấy, mình đã review chi tiết cho anh em về cái chuỗi sự kiện Tết Nguyên Đán 2023 ở trong cửa hàng, cũng như là mở cái ngọc thần thoại và cái túi thần thoại cho anh em xem. Thì có rất rất là nhiều anh em ấy thắc mắc về cái vấn đề đó, chính là cái chuỗi nhiệm vụ chào mừng ở trong game là nhận full tướng cũng như là nhận các cái kỷ vật để đổi các cái trang phục tối thượng và trang phục huyền thoại ấy. Đó, thì là anh em bảo với mình là không biết cách làm các cái nhiệm vụ ấy như thế nào. Thì ok, ở cái video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết anh em hoàn thành các cái nhiệm vụ đấy cực kỳ là dễ dàng mà lại nhận quà là cực kỳ ngon nhá. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái chuỗi nhiệm vụ đấu trường chân lý nhá. Thì đây, đầu tiên là anh em sẽ vào đấu trường chân lý này và anh em sẽ ấn vào cái phần tiệc nguyên đán nhé mọi người. Đó. Thì ở cái phần tiệc nguyên đán ở đây ấy, nó sẽ bao gồm từ cái chuỗi nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là công việc bùng nổ. Đấy, có rất rất là nhiều anh em hỏi, đó chính là cái nhiệm vụ mà kiếm pháo hoa của Annie bằng cách nhận một phi vụ ngầm thì làm cách nào để hoàn thành. Thì cái này cực kỳ là đơn giản, nếu như anh em nào hay chơi đấu trường chân lý ấy, thì biết cái phi vụ ngầm này chính là của cái tộc, đó chính là đạo trích. Đấy, thì anh em bây giờ nhá, anh em chỉ cần vào chơi đấu trường chân lý và chơi một trận đạo trích, anh em nhớ nhá, chơi một trận đạo trích. Và anh em phải làm thế nào mà anh em đã chơi khoảng tầm 4 hoặc là 5 ván đấu với người chơi ấy, để anh em lấy được một cái vật phẩm. Đấy, anh em chọn được một vật phẩm anh em sử dụng thì là anh em sẽ hoàn thành cái phi vụ ngầm này, là anh em sẽ nhận thưởng. Đó. Và khi mà hoàn thành xong thì anh em sẽ nhận quà, đó chính là cái biểu cảm anh em ạ. Biểu cảm có tên là, để xem nào, đâu nhỉ? Mình sẽ hiện lại cho anh em nhé. Đây đây. Mình đã hoàn thành rồi anh em ạ. Đây, dành riêng cho bạn. Đấy. Thì anh em nhiều khi anh em hỏi là cái phần thưởng của nó là cái gì, thì nó là cái biểu cảm anh em ạ. Anh em có thể vào trong kho báu vật nhá. Đây, bộ sưu tập này. Và anh em vào phần biểu cảm nhá. Đây, thì đây, dành cho riêng bạn chính là cái biểu cảm này nhá anh em. Đó. Rồi, tiếp theo nữa thì là các cái nhiệm vụ khác thì sao? Đây, mình lại vào lại đấu trường chân lý nhá, ấn vào tiệc nguyên đán này. Rồi. Thì ở đây lại có thêm chuỗi nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ thứ hai của nó là chơi một trận đấu trường chân lý, thì cái này đơn giản rồi, lại chơi thêm một trận nữa. Và nhiệm vụ tiếp theo nữa là đây, nó sẽ bao gồm 6 nhiệm vụ nhá. Đấy, cho tin tặc ra trong 11 vòng đấu này, thăng sao Galio và Sylvia 5 lần. Đấy, anh em cứ nâng cấp lên 2 sao hoặc 3 sao đấy. Thu thập 60 hộp quà vật phẩm là thu thập các cái hộp quà mà rơi ra bên ngoài ấy. Sử dụng Janna 2 sao hoặc là một tướng trang bị phong kiếm này. Rồi cho Alistar và linh vật 4 sao, à nhập 4 bốn linh vật đấy anh em ạ, ra sân cùng một lúc. Rồi, tiếp theo nữa là chiến thắng 3 trận, vị trí thứ 1 đến 4 hoặc là 1 đến 2 trận trong cặp đôi hoàng hảo. Đó. Nói chung là các cái nhiệm vụ này thì mình thấy là khá đơn giản thôi. Chỉ anh em hay thắc mắc là cái nhiệm vụ mà nhận một phi vụ ngầm này thì anh em không biết cách làm, thì mình vừa hướng dẫn đấy, rất là đơn giản. Rồi tiếp theo nữa đó chính là, à không, mình nói luôn, nếu anh em hoàn thành xong hai cái nhiệm vụ này nhá thì là anh em sẽ nhận được, đó chính là một cái trứng linh thú nguyên đán, là mở ra được một con linh thú nguyên đán mới đấy anh em ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo nữa là về cái nhiệm vụ, đó chính là nhận tướng thì sao? Đây, cái nhận tướng này cực kỳ là ngon, có nghĩa là anh em sẽ nhận full tướng từ năm 2009 đến năm 2021. Thì cái chuỗi nhiệm vụ này ở trên trang chủ Liên minh huyền thoại họ cũng đã đăng tải rồi. Đây, trên trang đó chính là liênminh.vinagame.com nhé. Chuỗi sự kiện chào mừng của Liên minh huyền thoại đây này. Đó, thì anh em có thể thấy là cái chuỗi nhiệm vụ nhận tướng này nó sẽ kéo dài từng ngày một nha anh em. Đây này, ngày 13 là nhận phun tướng Alpha. Phun tướng Alpha là gì? Phun tướng Alpha là những cái tướng mà ra mắt vào năm 2009 mà ở phiên bản Alpha đấy anh em ạ. Nó bao gồm đây này, tất cả danh sách đây nhá. Đó, hình như là khoảng gần 20 vị tướng. Đấy. Còn tiếp theo nữa là ngày hôm nay là ngày 14 tháng 1 thì là anh em sẽ nhận phun tướng beta và phát hành. Đấy. Ngày 14 nha, mỗi một ngày anh em sẽ phải lại phải chơi một trận, à không, phải chơi mấy trận đấy, 3 4 trận gì đấy thì là anh em sẽ hoàn thành. Nó tính theo mốc thời gian mà. Thì ở đây nó phải hơn 20 trang phục nữa. Đó, thì anh em cứ thế mà hoàn thành thôi. Hoàn thành làm sao đủ này. Mỗi một ngày tướng 2010, 2011, 2012, 2013 đến 15 này, 2016 đến 19 này và cuối cùng là tướng 2020 đến 2021. Đó, tổng cộng là anh em sẽ nhận chắc phải bao nhiêu, tổng là bao nhiêu, 100 bao nhiêu vị tướng ấy. Đấy, quá là ngon luôn, mà nhận miễn phí nha anh em. Đấy, chỉ việc chơi đây, kiếm 150 điểm từ việc tham gia chơi và thắng trận. Thì anh em chỉ chơi khoảng 2 3 ván hoặc là anh em vào chơi URF được. Đấy, chế độ URF bây giờ đã mở lại này. Đấy, anh em nào chưa biết thì nhớ nhá, vào chơi URF luôn.
Đấy, cái nhiệm vụ các thứ quá đơn giản gì nữa. Đó, thì anh em có thể vào làm nhé. Cũng như là cái chuỗi nhiệm vụ để anh em có thể nhận được các cái kỷ vật. Đây, kỷ vật thì mình lại nói luôn. Đó chính là cái kỷ vật quý báu và kỷ vật chào mừng. Thì là anh em sẽ hoàn thành theo từng tuần nhé. Mỗi một tuần thì họ sẽ ra một cái nhiệm vụ để anh em lấy 10 kỷ vật. Đấy, tuần này là anh em sẽ kiếm được 10 kỷ vật, sang tuần sau thì sẽ lấy được 25 kỷ vật. Còn cái kỷ vật quý báu này thì tuần này sẽ được 25 kỷ vật quý báu rồi nhé anh em. Đấy, thì ok, giờ mình sẽ vào chi tiết để cho anh em xem luôn. Đâu rồi nhỉ? Giờ mình sẽ vào trong kho báu vật nhá. Đây, cái kỷ vật quý báu và cái kỷ vật chào mừng đấy nhá anh em nhé. Kỷ vật quý báu này là gì? Kỷ vật quý báu này thì là anh em sẽ đổi được các cái trang phục tối thượng đấy như mình đã sở hữu rồi. Còn nếu như anh em nào chưa sở hữu thì anh em có thể đổi bằng 75 cái kỷ vật quý báu nhé. Thì cái kỷ vật quý báu này nếu anh em cày full 4 tuần là anh em sẽ được 100 kỷ vật, có nghĩa là anh em đủ đổi một trang phục tối thượng và một cái trang phục huyền thoại ngẫu nhiên hoặc là một chứng linh thú huyền thoại. Còn nick mình thì bởi vì là mình full hết các cái trang phục ấy rồi cho nên mình sẽ đổi lấy một cái chứng linh thú huyền thoại nhé anh em nhé. Đó. Còn những anh em nào mà chưa có thì anh em đổi các cái mảnh tướng hoặc mảnh trang phục các thứ quá ok luôn. Đấy. Quá ngon. Anh em nhớ nhá, anh em phải hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thì anh em mới nhận được nhá anh em. Đây này. Mình sẽ cho anh em xem luôn. Đâu nhỉ? Đây kỷ vật chào mừng đây. Chỉ cần tính thời gian chơi và thắng trận trong game thôi là anh em sẽ nhận được. Đó là anh em sẽ lấy được. Rất là đơn giản thôi. Còn cái kỷ vật chào mừng thì sao? Kỷ vật chào mừng này thì là anh em sẽ có thể đổi được, đó chính là hộp chào mừng. Thì cái hộp chào mừng là anh em có thể đổi được mảnh trang phục, 5 mảnh trang phục ngẫu nhiên nhá anh em. Hoặc là có cơ hội là mở ra được cả trang phục thần thoại nữa. Úi xồi, quá là ngon rồi gì nữa. 5 mảnh trang phục mà có 12 cái kỷ vật. Tuy nhiên thì tuần đầu tiên thì anh em chỉ cày được 10 kỷ vật thôi. Tuần thứ hai thì anh em mới được tăng cái số kỷ vật lên, thì anh em nói chung là đổi được rất là nhiều mảnh trang phục ấy. Hoặc là đổi mảnh mẫu mắt này, đổi trứng này, trứng rồng, trứng thần đồng khoa học này, biểu cảm kỳ bí này, trứng linh thú hiếm, biểu tượng kỳ bí hoặc là tinh hoa cam. Thì nick mình, bởi vì là nick mình thì các cái trang phục mình có quá nhiều rồi, cho nên là chắc là mình sẽ không đổi hộp chào mừng đâu. Mình sẽ đổi mấy cái biểu tượng kỳ bí để thử mở cho anh em coi nhé. Ok. Rồi. Tiếp nữa xem nào. Nếu mà trùng biểu tượng thì mình sẽ ghép nha anh em. Cứ thử thôi. Để đây thử cho anh em coi. Đấy. Xem là có việc ghép được ra các cái biểu tượng hiếm không nhé. Thử 3 cái thôi. Tuần sau là anh em sẽ đủ kỷ vật để đổi nhé. Tuần này được 10 rồi, tuần sau là được 20 hay 25 kỷ vật ấy. Thì là anh em sẽ thoải mái đổi được mấy cái hộp chào mừng cơ. Đấy, này khá là ok, hộp chào mừng đi đây. Đổi ra được 5 mảnh trang phục, quá ngon luôn anh em ạ. Ừ. Rồi, hiện đây thì còn mấy cái trứng thì mình sẽ mở luôn nhá. Trứng linh thú nhóm 1 đến 8 này. Ok, tiện thì mở luôn. Xem biết đâu ra là linh thú hiếm. Quá ngon. Đi đây. Ui, con này mình có rồi anh em ạ. Có rồi thì không ngon rồi. Tiếp xem nào. Mới. Rồi, Rizzo Hacking 3 sao, quá ngon luôn anh em ơi. Đây, con này thì bởi vì có rồi mình sẽ phân tách ra trứng linh thú ngẫu nhiên nha anh em. Đấy. À, nhân tiện thì cũng chia sẻ cho anh em luôn, những anh em nào chưa biết, đó là cái là nếu như anh em bật cái chức năng xác thực hai yếu tố là anh em sẽ nhận được thêm một cái trứng linh thú ngẫu nhiên đấy anh em ạ. Đây, em sẽ vào phần này nhá. Đó chính là trang ca.riotgame.com. Đấy, thì anh em đăng nhập vào. Đăng nhập vào và sau đó thì anh em ấn xuống cái phần xác thực hai yếu tố này. Thì anh em ấn vào cái chữ bật. Đấy. Và anh em vào Gmail để anh em xác thực là anh em sẽ nhận được một trứng linh thú ngẫu nhiên. Đó, rất là đơn giản luôn. Còn những anh em mà đã bật rồi, xong rồi bây giờ tắt đi bật lại thì sẽ không được nhé. Có nghĩa là ai bật lần đầu tiên thì mới được thôi. Đó, ngoài ra thì đó, hiện tại đang có một cái lỗi trong game mà mình với cả nhiều anh em rất đang thắc mắc thì tiện đây chia sẻ luôn. Đó chính là cái lỗi mà ở trong cửa hàng này. Đó, cái lỗi mà mua RP này. Đấy, thì tại sao lại bị cái lỗi này? Lỗi này thì kể cả anh em có vào cái trang đó chính là nạp thẻ đấy, pay.zing.vn này, anh em nạp ở đây này. Đó, anh em nhập đúng cái ID của anh em nhưng vẫn bị lỗi. Đây, ví dụ như là mình nhá. Tweet thăng 6789 nhá. Đấy, ấn vào đây nhá. Đấy, vẫn không tìm thấy thông tin nhân vật. Đó, mà rõ ràng đây anh em có thể nhìn cái tên của mình nhá, Tweet thăng 6789. Nhưng mà cũng vẫn không được. Thì cái lỗi này là do là mình để cái khoảng cách em ạ. Tweet thì mình cách chữ Tweet với cả chữ Face cách ra, cho nên là sẽ bị lỗi. Thì để mà hạn chế cái tình trạng bị lỗi này thì anh em làm gì? Thì anh em lại vào cái trang
tài khoản này này, anh em đổi cái Riot ID đi, anh em nhớ đấy, viết liền này, viết liền như này này, đó. Và cái phần thăng này thì anh em để số hoặc chữ cũng được, đó. Thì anh em ấn lưu thay đổi thì là anh em sẽ không bị. Còn giờ thì sẽ vào trong mẫu vật để mở tiếp nhá anh em nhé. Mở nốt trứng linh thú cái đã. Ok. Xem nào. Ra gì đây, ra gì đây. Bùn bùn chuối các em ơi. Vãi trưởng, tưởng ra cái gì ngon lắm. Ok. Tiếp theo nữa thì là thăm may mắn thì tiện đây mở luôn nhá anh em. Ok. Xem nào. Yorick hồ quang ạ. Và mấy cái viên lẻ mình sẽ mở luôn nhá anh em. Suraka rừng xanh này, trọng tài Katarina này, ba viên lẻ nữa này, ok, Ari tiên hắc ám ạ, à. Bolivia lưỡng cực long chảo này, và Hecarim hung thần đấy, những trang phục hiếm ở bên server của Garena thì bên này á, mở được hết, mở được cả trang phục hàng hiệu và trang phục Riot nữa cơ, đây đồ long này, Suraka vệ binh tinh tú này, và vách thần sứ anh em ạ, đó. Ok. Gương lẻ này, tốt này. Đấy, lại ra thêm gương nữa này. Úi, quái thú sứ tuyết. Và chìa khóa sách ạ. Ok. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ vào cái cửa hàng tinh hoa thần thoại nhé. Đây, thì cửa hàng tinh hoa thần thoại thì em có thể thấy là có KDIRI này, Bolivia lưỡng cực long chảo này, Cassadi công nghệ này, Ramus công nghệ này, Mordekaiser ác quỷ cho tàn. Và đặc biệt là hôm nay đã mở thêm được cái đa sắc thần thoại Lee Sin nộ long cước cộng biểu tượng nha anh em. Thì tiện đây thì mình sẽ lấy luôn. Ok, lấy luôn chứ còn gì nữa. Rồi, biểu tượng cũng đa sắc thần thoại. Quá đẹp luôn anh em ơi. Màu vàng chóe luôn. Còn bây giờ sẽ đến với chuyên mục ghép trang phục nhé. Để xem là hôm nay liệu là có ghép được các cái trang phục hiếm không nha. Xem nào. Ok, đây. Mấy cái trang phục ghép trước nhé. Xem nào, đây. Đó. Vậy là những cái trang phục thần thoại mới này anh em có thể ghép ở trong chế tạo Hextech nha. Đó, quá ngon luôn. Chứ bên phía Garena là em phải đổi khoảng 2 tuần sau mới ghép được, đúng không? Đấy, bên Riot này anh em có thể ghép được luôn. Quá ngon. Rồi, tiếp theo đây, Gira thần thoại anh em ạ. Hợp lý luôn. Quá là ok. Đơn giản không? Chỉ cần 3 mảnh là anh em có thể ghép được. Đó. Đấy, Garena thần thoại nữa này. Và để xem nào. Tiếp nhá. Ok, ok. Tiếp đi chứ còn gì nữa. Đó, Irina này thì là trang phục huyền thoại anh em ơi. Ok. Không biết có con nào nhỉ. Được, ghép hết đi nhá. Nào, thì đây. Galio này. Còn con gì nữa không ta? Ok, ok, ok. Rồi. Tiếp nữa xem nào. Ôi, rương Hextech à. Titana hỏa tiễn. Ôi, thế là hết rồi nhá anh em. Chỉ quá Hextech. Chỉ ghép được mấy con đấy thôi. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ ghép mẫu mắt nha anh em. Để xem là liệu mẫu mắt có ghép được ra mẫu mắt hiếm không. Ok, xem nào. Mắt gì đây? Đấy, mắt nguyên đán 2023 anh em ơi. Mẫu mắt mới lên. Ôi xời. Cứ cái gì mới là anh em cũng có thể ghép được nhá. Đấy. Cũng cực kỳ đơn giản. Thêm phát nữa đây. Đấy. Mẫu mắt pháo hoa đầu rồng này. Ôi, mẫu mắt này thì mình đã có rồi. Có rồi anh em nhé. Tiếp theo nữa là mình sẽ đổi thành biểu tượng anh hùng ngẫu nhiên anh em nhé. Đấy. Ok, 3 mảnh này. Rồi, ghép luôn. Xem nào, là gì đây? Biểu tượng ngọc đế. Đó chưa? Đó, biểu tượng chưa có luôn anh em ơi. Thế này là ghép được cả ra những cái biểu tượng hiếm nhá. Bởi vì trong cửa hàng thì mình đã mua full rồi anh em ạ. Hợp lý thực sự. Để xem nào. Cái kia mình còn mấy cái nhỉ? Cái kỷ vật quý báu mình còn mấy cái? À, kỷ vật chào mừng này mình còn có 4 thôi. Thôi, thế thì có gì để đổi sau nhá. Tuần sau là anh em sẽ đủ kỷ vật để em đổi đấy. Đó. Thì tiện đây mình sẽ vào xem nào. Các cái gói vé này. Đã sở hữu. Ui. Vé cộng với biểu tượng là bao nhiêu? 1.705 RP.
Còn nếu anh em mua vé không là 1.650. Đó, thế này có nghĩa là anh em mua cái gói này anh em sẽ được thêm cái biểu tượng này, biểu tượng cộng khung này, mà lại thêm được có mấy chục RP anh em ạ. Ừ, 1.650 thế thêm được có 55 RP chả, đúng không? Thế thì mua luôn cái này lời quá làm gì nữa. Hiện đây mình cũng chưa mua vé anh em ạ. Thì mình sẽ mua luôn nhá. 1.705. Ôi xời, hợp lý luôn. Chứ không bình thường anh em mua gói khung ở đây là anh em sẽ mất thêm 550 RP anh em ạ. Ừ, thì mua cái gói vé nguyên đán 2023 này anh em sẽ lời hơn nhé. Đấy, anh em nào chưa biết thì nhớ là mua các cái gói sẽ ngon hơn. Siêu gói này cũng được này. Siêu gói 2200. Bây giờ mình xem nào. À, siêu gói này nó có thêm một cái biểu tượng Phượng Hoàng Thần Thoại anh em ạ. Đấy. Tuy nhiên để mình xem nào. 550, tổng cộng hai cái này vào. Ờ, thế thì cũng thành 2200 còn gì nữa. Thêm được cái biểu tượng anh em ạ. Đấy, nếu như anh em mua thì sẽ được thêm một cái biểu tượng. Đó, cũng được. Khá là ngon. Ok. Rồi để xem nào, mình sẽ vào trong đấu trường chân lý để xem là còn cái gói gì không nhá. Tiện đây để xem còn cái gói gì có thể mở không. Hộp đại tiệc thần thượng này. Gói lộc tài năm thỏ. Ui, toàn gói cao thôi anh em ạ. Ừ, 390. Mình còn 2.500 cơ, cũng đủ mua đấy. Nhưng mà mình thấy là cũng hơi đắt anh em ạ. Chắc có gì để video sau đi. Ok. Còn đây vào đấu trường chân lý vé sự kiện đi xem nào. Còn cái gì không? À đây được thêm con gà máy vệ binh kinh tú 3 sao này. Ô thế hợp lý luôn. Hợp lý luôn chứ nhỉ. Đấy, gà máy vệ binh kinh tú à. Lấy luôn chứ còn gì nữa. Xem nào. 3 sao. Ô, 1 sao à. À con này mình có rồi anh em nhá. Cái chế độ đấu trường chân lý đấy anh em đợt trước mua vé nhá, bây giờ nó được reset anh em ạ. Là được nhận 2 lần đấy. Xa. Mình đợt trước đã nhận rồi, bây giờ lại nhận thêm lần nữa. Thế thì lại ngon quá. Tự dưng lại được thêm một quả trứng. À, hợp lý. Ngon. Rồi, bùn nguyên đán 2 sao nhá. Đây linh thú mới này. Linh thú mới năm nay nhá. Ok. Rồi, còn bây giờ mình sẽ check phần bộ sưu tập đi. Để xem nào. Trang phục thì đây. Hôm nay lấy được thêm 5 cái trang phục mới nha anh em nhá. Nâng tổng số lên là 1.462 cái trang phục. Đó, khá là ok. Và các cái dòng trang phục như Riot thì là mình đã full rồi anh em ạ. Đây, Riot thì mình đã full rồi nhá. Và trang phục Park đây. Park đây, mình cũng full rồi anh em ạ. Đó, mình thiếu đa phần là các trang phục Vinh Quang thôi. Nói chung Vinh Quang thì bên này mới là hiếm này. Vinh Quang mình có ít quá anh em ạ. Mình chỉ thiếu 4-5 con Vinh Quang ấy. Đó. Ok, tiếp theo nữa thì là biểu cảm nha. Biểu cảm thì đây. Biểu cảm thì mình có 410 trên 441 anh em ạ. Đấy, khá là ít thôi. Còn thiếu những 31 cái biểu tượng nữa mới full. À nhầm, biểu cảm nữa mới full anh em ạ. Biểu tượng thì sao đây? Biểu tượng thì đây, hôm nay lấy được thêm 3 cái biểu tượng nữa. Và nâng tổng số lên là 1.429 cái biểu tượng nha. Và mẫu mắt thì sao? Mẫu mắt thì đây, hôm nay mình lấy thêm được một mẫu mắt, tăng lên là 168 mẫu mắt anh em ạ. Khá là ok. Mỗi tội là không ghép được thêm các cái mẫu mắt hiếm khác. Không ghép được nữa thì ngon quá nhỉ. Đa sắc thì đây, hôm nay lấy được thêm cái đa sắc Lee Sin Long Cước này. Quá đẹp luôn. Và tổng số là 1.153 nha. Ok. Và chắc có lẽ là cái video này cũng khá dài với mọi người. Thì mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe kênh YouTube. Và đừng quên là ấn vào cái chuông để luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Ok, cảm ơn em rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhé. Bye bye mọi người.